Và Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta trở lại thăm không gian vườn cảnh của anh Trần Xuân Quý, với một cái biệt danh chúng tôi đặt cho là anh Quý cây Nhật, chuyên mảng về bonsai mini và tầm nhỏ, xuất xứ từ Nhật Bản. Đây là một cái không gian vườn ở dưới mặt đất anh đã tạo dựng được vài năm rồi. Trước kia chúng ta thường hay xem những cuốn video tôi quay ở trên nhà chung cư, trên một cái ban công nho nhỏ. Nhưng với cái không gian ở dưới đất này thì cái điều kiện chăm sóc cũng như là cái bày biện được nhiều hơn. Anh cũng tuyển về rất nhiều những cây rất độc đáo. Và bây giờ chúng ta cùng nhau giao lưu với anh Trần Xuân Quý, gọi là Quý cây Nhật. Xin chào anh Quý. Dạ. Anh có cái những tác phẩm nào độc đáo nhất ngày hôm nay anh cho tôi chia sẻ ngay trong phút đầu cuốn video này đi. Cháu xin giới thiệu với Thu Sinh và tất cả mọi người trên kênh Hương Sắc Đỗ Sinh. Đây là một cây lê Nhật. Đấy, một cây lê đang rất nhiều quả. Quả của nó đấy, rất nhiều quả nhá. Dày chi chít rồi nhỉ? Chi chít cỡ này cả trăm quả. Ôi trời ơi, trăm là hơn trăm. Ôi trời ơi, mà cái chậu này đường kính kích thước khoảng bao nhiêu anh? Kích thước nó khoảng tầm 45 gì đấy. 45, dài 45, rộng. Rộng khoảng tầm 30. Sở dĩ tôi muốn cái kích thước chậu để anh em mình hình dung nha, nó một cách tổng thể đây. Một cây tầm nhỏ, một người bê nhẹ nhàng. Bê được. Đấy, mà cái gốc của cây lê này các bác nhìn. Bệ của nó phải tầm 30, ngoài 30. Chỗ tay đấy khoảng bao nhiêu? Đấy, thì ngoài 30 đấy. Tức là vành ngoài 30. Tầm 30 đấy. Đấy. Và chúng nhìn cái thân bẹ đi đường đấy, cái đường thân này nhất là nhỏ nhưng mà nhỏ nhưng mà rất là già. Gốc bồ bọn chỉ từ dưới đây đi lên. Rồi, các cái tay cành phân bố rất là tuyệt vời đây. Đấy, ngọn bé tí trên này. Giật hết từ trên dưới. Và nói về cây ăn quả bonsai thì phải đeo quả. Đây là đáp ứng cho các bác một cái danh từ là cây ăn quả bonsai. Đặc biệt đó là một cây lê mà hôm nay anh Quý giới thiệu với chúng ta. Cái cây lê này được cái ưu điểm là nó rất là bền. Rất là bền quả. Quả nó ở trên cây được rất là lâu. Đấy, mọi năm nó chơi toàn để đến Tết chơi đấy. Thế mày hay. Tức là nó vào quãng quả độ... từ tháng 3 rồi. Thế là vậy khoảng 10 tháng. 7 đến 8 tháng. Phải hơn đấy. Bởi vì sau Tết nữa mà. Thường chỉ 7 đến 8 tháng thôi. Đấy. Nó có to được hơn thế nào nữa không? Nó to hơn thế này nữa. To hơn một chút thôi, nữa à? Một tí thôi chứ nó không được nhiều. Vì thực chất ra là cây ở trên đây thì nó cũng không được... Nó không phải như cây dưới đất. Được phát triển quá tốt như ở dưới đất. Đấy, mà nó lại mang trên mình rất rất nhiều quả nữa. Cây này cũng còn khỏe thì quả nó... Nhưng mà đây là anh đã lọc bớt chưa? Hay là vẫn... Cũng bỏ bớt rồi đấy. Cũng phải lọc bớt rồi thì chứ không nó còn nhiều nữa đúng không? Còn nhiều hơn nhiều ạ. Để tôi xoay cái góc này. Làm sao mà anh nhích được một tí này. Đây cho về. Để anh em là muốn người xem tứ diện cơ. Cho hẳn cây đấy xuống đất đi cho nó an toàn. Đấy. Nữa, được rồi, thế là xong. Đây nha, tôi quay đấy. Phía đối diện để cho các bác nhìn cho nó cụ thể hơn về cái đường đi của thân rất đẹp này. Đấy. Mà cái lượng đất chậu Nhật nguyên bản đúng không? Vâng. Và cái lượng đất cũng vừa phải nhưng mà kết hợp với cái đằng sau rồi cái này. Cái chăm sóc mà đấy. Tốt thế nhỉ? To, rất to chứ. Vâng, nó khoảng độ 30, hơn 30 tí. Đây cái gốc này thì chú nhìn thấy quan trọng là cái rễ, gốc rễ ở dưới đây này nó phát triển như này là ở trên chậu, cây trên chậu rất là nhiều năm tuổi. Vâng. Đấy, chứ không phải là cây mà đánh ra ngoài ngoài về. Nó cây cốt chậu lâu rồi. Tôi lấy cái ảnh đại diện của cây này. Anh đứng cạnh không? Lấy cái khuôn mặt anh ở đằng bên cạnh cây lê đi. Không cần nhá. Bây giờ tôi chụp cái ảnh không nhá. Rồi. Cây này mà giao lưu thì giá nào anh Quý ơi? 60 triệu. 60 triệu gì? Trên 60 triệu. Thế cụ thể là bao nhiêu? Nó dao động từ 60 đến 69. Từ 60 69 thì người ta ai người ta mua anh 61. Người ta anh bảo từ 60 thì chỉ có giá 60 ý. Cháu bán ngoài 60 triệu. Thế thì anh nói rõ là 6 mấy chẳng hạn. Thế là quãng độ 6 65 triệu. 65, thế thì báo giá là 65 đi. Rồi. Thì anh báo giá trong khoảng ấy thì người ta lấy cái khoảng dưới chứ. Ai ta lấy khoảng đây, trên. Ví dụ như đây cũng sẽ giới thiệu luôn cho một cây thông ui giời ạ. Và kênh mọi người yêu kênh Hương Sắc Đỗ Sinh. Đây là một cái cây thông đặc biệt.
rất là đặc biệt. À, đặc biệt là ở chỗ là sao, ở chỗ là thân thông đen, lá thì lại lá thông trắng. Đây là thông lá ngắn, là một cái cây thông ở bên đấy người ta gọi là cái cây thông như kiểu mình gọi là đột biến ấy. Đấy là cái cây này rất ít có trên thị trường. Bàn trà đẹp đấy. Quá nhỉ, mà già như đây là cây thông đột biến. Anh đặt lên bàn tay thôi, một bàn tay, đúi sưởi ơi tuyệt vời. Nay đặt lên ngồi thưởng trà cà phê ngắm sướng, mà thân nó rất dẻo cây nhá, mà chia cái tay chi rất hợp lý và lên vảy rồng vảy ốc tất cả đây rồi, bé nhưng mà lại rất là già cây. Nhưng mà cái quan trọng nữa là đây là cái cây thông đột biến. Vâng, anh có thể nắm vào cái thân cây anh đặt trở lại vị trí bàn. Rồi, tuyệt vời. Đấy. Cây này thì giá bao nhiêu ở trong? Cây này giá cho tôi đi giá 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Vâng. Và chúng ta đến với anh Quý Cây Nhật qua số điện thoại 0976 129 079. Địa chỉ phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vâng, và một cái nét đặc biệt tiếp đến mà chúng ta không khỏi ngạc nhiên, một cây phong đỏ. Phong lá đỏ. Đấy, phong lá đỏ mà cái thân của nó lại rất là đây tức là rất hiếm gặp. Dễ làm thân đấy. Ừ. Cây dễ nên làm thân. Mà cái nhưng mà cái dễ nó lại có cái ánh này. Dễ vẫn ra được mầm đấy. Vẫn ra được mầm ra cái ánh này. Vâng. Phía dưới anh để cái tượng Đạt Ma Sư Tổ đúng không? Vâng. Vâng, đang ngồi thiền. Tuyệt vời quá, rất hợp. Từ cái cây phong này thì mới đầu ra ấy, khi mà lộc mới ra nó đỏ 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 au luôn, rất đỏ. Rồi đây rồi. Nó rất đỏ như này, trong một vài tuần ấy là nó lại trở lại lá xanh như này. Cuối vòng đời của nó thì nó lại lá xong lại đỏ. Xong lại đỏ. Ừ. Thế mới gọi là phong lá đỏ. Vâng. Nó sẽ có một thời gian đều tất cả màu đỏ rực cả cây luôn mà. Vâng. Nhà tôi chơi một cây ở trên tầng 3 mà cứ thế, cứ lúc nào đẹp nhất là tôi lại hạ xuống dưới bàn trà. Cứ mùa thu này nó lại đỏ. Mùa này là bắt đầu chuyển sang phong lá đỏ rồi đấy. Vâng. Bắt đầu từ cuối tháng 8 trở đi đấy. Hay quá nhỉ. Cây này cũng là một người bê nhẹ nhàng. Cây nhẹ nhàng, cây này chỉ vào tầm 45 thôi. Rồi. Chưa đến 45. Cây này mà giao lưu thì giá nào cháu? Giá 26 triệu. 26 triệu. Vâng, rồi. Bên cạnh đây tôi thấy anh có cây mini, cây này, cây du thì phải. Cây du. Ờ, cây du đẹp thế nhỉ. Cây du. Dáng độc trụ này, một thân trực rất là tự nhiên như là cây đa đầu làng này. Và lá nó mịn, lá nó nhỏ như hạt gạo ấy. Ừ. Lá rất nhỏ. Du Nhật. Rồi ép lá rất nhỏ cho cắt cũng rất nhiều ấy, nhiều. Và cái bộ bệ dễ, bệ đế này. Để nghiêng sang bên kia thì mới xoa thế. Đấy. Đấy. Ui giời. Cái này mà nếu chúng ta tẩy bỏ hết rêu đi thì nó còn cái đế rộng lắm. Đấy, có bệ mà. Đấy, anh đặt trên bàn tay nữa là xong. Cây này bao nhiêu hả cháu? Cây này cho ra 9 triệu. 9 triệu? Vâng. Vâng, ok. Thế và tôi lại thấy anh có những cái chăm sóc cây bằng cái này gọi là cái giỏ anh. Giỏ phân. Đây giỏ. Đây là chú quay sang đây. Vâng. Thì nó sẽ nhìn thấy này. Đây, cái giỏ phân thì để đây là cái rễ nên ăn rất nhiều. À, rễ của cây phong đỏ nó ăn ngược lên đấy. Ăn ngược lên đây. Đấy. Rất là nhiều vì cái cây này cái giỏ này cho để lâu rồi. Ừ. Vì là nó dễ nó ăn đây trên đây này. Nó tìm đến chỗ có thức ăn mà. Chính xác. Đấy. Thế còn cái trong cái giỏ này thì anh để cái viên phân à? Đây là phân của Nhật, cả cái combo như thế này là của Nhật hết rồi, nó đóng trong một cái túi bóng. Rồi. Đóng trong một cái giỏ trong anh đưa cái viên phân ra xem này. Đấy, lúc bóc phân này là phân hữu cơ. Ừ. Nó tan rất là nhanh, khoảng tầm 1 tháng đến 2 tháng nó tan hết rồi. Thế nhưng mà cái mùa này thì dùng cái phân như này thì nó sẽ bốc cây nó sẽ ăn được ngay. Chứ không ví dụ như dùng cái viên phân hạt bàng và phân thế là khi mình tưới là nó cứ ra nước và nó ngấm luôn đây. Cứ ra là nó xuống thẳng xuống đây. Hay quá nhỉ. Đấy. Mà vậy anh có cung cấp cái này cho ra thị trường không? Có thì cháu có mua thì cháu cũng sẽ lấy, ví dụ là ai mà cần có nhu cầu lấy thì cháu cũng sẽ lấy nhiều hơn về. À tức là anh mua hộ rồi. Vâng. Được rồi. Các bác mà dùng chăm sóc cây bằng cái giỏ phân như anh Quý vừa giới thiệu thì anh Quý sẽ cung cấp được. Và di chuyển tiếp sang bên này. Một cây phong mini nữa. Đúng rồi. Cái cây phong này thì là cháu để đây là gió bão nó phật nó quật là nó tự nó rách lá. Đấy, ở ngoài đây thì gió bão trải qua mấy cái mùa gió bão ấy. Cây đẹp chứ. Đấy. Cái gốc nó ụ lên, nếu mà lấy cận cảnh nó như cây cổ thụ nhỉ.
Nhìn ở trong hình như là có cả đá sao đấy. Đây là đá, đá. Ơi rồi ơi, vẫn từ nguyên ôi, Nhật về đây này. Mà rễ nó ra sủa sủa đây. Đúng rồi. Cháu thì nó hay hay tưới cái dưỡng chất bên Nhật và cái thuốc kích rễ. À, cho nên là rễ nó sẽ ra rất phát triển nhiều. Mạnh. Rồi. Cây này thì bao nhiêu cháu? Cây này được 9 triệu. 9 triệu. Rồi. Tiếp đến một cây trà đúng không? Cây trà. Ai rồi cây trà cái dáng đổ rất hay. Quả. Quả đây à? Nó có hai quả thôi, có quả rồi. Chín một quả rồi. Quả như quả táo nhỉ. Và đây là nụ hoa này. Nữa. Đây là nụ hết này. Nụ hoa để Tết đấy. Tết đúng chơi rồi. Này. Đây này. Đấy, lụ đây. Nụ đang lớn. Mà lá nó bóng thế nhỉ? Để nụ đang lớn này. Rồi. Cây hoa trà, màu gì cháu? Cây này cháu cũng chưa biết màu. Tết năm nay nó nở thì biết. Cái này về đây là cháu tự làm cho cái bóng này đấy. Bể đẹp quá nhỉ. Và cái này cũng là một người bê nhẹ nhàng. Mình để trên cái đôn cao cao một đây chút là quay góc độ này. Rất tuyệt vời đấy. Rõ hơn là cái bóng dáng. Rồi. Đấy. Cái này giá bao nhiêu cháu? Cái này giao lưu là 29 triệu. 29 triệu. Vâng. 29 triệu. Đang rất nhiều lụ nhá, rất nhiều lụ. Có rồi, soi rồi. Đấy, rất nhiều lụ. Đang to dần. Vâng, trước khi kết thúc cuốn video số 1 mà tôi đến với vườn anh Quý Người Nhật, mời các bác thưởng thức 4 cây tùng. 4 cây tùng, trong đó có một cây là siêu mini. Đấy. Và 3 cây ở trên này. Thì tôi giới thiệu cái cây này trước đi. Cứ giới thiệu theo thứ tự này, cây số 1. Đây là một cái cây tùng thân xoắn rất là nhiều. Đây là cháu bóc lũa hết này. Rồi. Đấy, mình bóc lũa như này. Nhưng nhiều người bóc lũa đi lên thì nhiều người lại bảo là cây bóc lũa này nó sẽ bị chết. Chết nào mà... cái mạch sống của nó thế này. Đúng rồi, nhưng mà mình khi mà mình chọn ra cái mạch sống, mình giữ lại cái mạch sống ấy, để nuôi cái tay này. Ví dụ cái tay này đi lên là cái mạch sống ở đây. Rồi. Thì mình chỉ giữ cái tay này thôi. Nếu mà cắt cái tay này đi thì cắt cái mạch sống này đi thì cái tay này nó thì sẽ bỏ. Thì mới nó gọi là chết. Đúng rồi, chứ còn đây mình để lại cái mạch sống này thì nó vẫn sống được. Dáng đẹp quá nhỉ. Ôi rồi, đằng sau rồi. Đằng sau này. Quá đẹp. Sau rồi cho bóc hết lũa đằng sau. Bỏ cái tay này đi bóc hết lũa đằng sau này. Khoảng thời gian nào thì tháo được hết kém? Cái này chắc phải sang năm. Sang năm. Nó mới đi vào mà. Mới làm lại. Được rồi. Bê nhẹ, hai tay bê nhẹ cái. Đấy, rất nhẹ nhàng các bác. Đây là cây to nhất trong 4 cây này. Được rồi. Cái này giá bao nhiêu cháu? Cái này giá 19 triệu. 19 triệu. Và sang đến cây ở giữa đi, cây số 2 đi. Đây cái này thì bé. Cái này thì nhỏ. Cái này là lũa đằng sau nó cũng rất là đẹp. Đấy. Tất cả lũa như này là về cháu làm hết nhá. Rồi. Về cháu làm lại hết đấy. Lũa đấy là mình mới bóc lũa. Cái này thì giá giao lưu là 9 triệu. Giá 9 triệu. Vâng. Vâng. Rồi. Tiếp đến một cây số 3. Cây này có cái đường thân nó đảo hay quá nhỉ. Cây này thì là cây to nhất trong 3 cây đây. Ừ, cái đường thân nó đảo chỗ này rất là đấy. Kỳ dị này. Cái quan trọng nhất là nhìn cái đường thân và đường lũa nó lắc này. Đấy. Đường lũa đây. Đường lắc này. Đấy. Này cái lũa này, cái thân này, cái củ này, gốc nó rất là to. Để cho nó bóc cho làm cho đục ra hết. Thì cái thân này nó to lắm. Được rồi. Cây này thì giá bao nhiêu? Cây này thì là 31 triệu ạ. 31 triệu. Cử cái đường lắc của thân rất là xoắn đẹp nha. Cây này rất nhiều năm rồi, chú nhìn cái bẹ này. Quá là phiêu luôn. Tùng mà có những cái bẹ như thế này là cũng hiếm lắm. Rồi. Trông cái này thôi nhưng mà rất là cao tuổi rồi. Và đến cây cuối cùng là cây mini đây, anh để trên bàn tay. Đấy. Cây này nhẹ nhàng, gọi là cắp nách được. Các bác cứ đẹp vào cúp xe là đến cà phê là ngồi giao lưu với nhau. Cây đang rất khỏe nhé, nhìn này. Đây, lọc ra rất nhiều, rất khỏe. Cây này cho giao lưu với mọi người là 2 triệu 9. 2 triệu 900. Vâng. Tất cả cái báo giá của anh ở đây có bao ship chưa? Có những cây bao ship rồi, có những cây chưa. Vì thực ra là nhiều anh em lại mua ở nước ngoài hay ở xa nữa. À. Thì nó cũng rất khó đó ấy.
Thôi được rồi. Cái tùy thuộc vào cái điều kiện khoảng cách đúng không? Vâng. Rồi. Có những anh thì lại đến tận đây lấy thì nó chuyện đơn giản. Và cuốn video số 1 Đỗ Sinh cũng xin kết thúc tại đây để chúng ta chuyển tiếp cái những cái cuốn video sau. Đấy, các bác xem lướt qua này. Có rất nhiều những cái tác phẩm rất là độc đáo. Ví dụ như đây là cây hồng này. Đấy. Cây tường vi này. Cây nhót này. Cây táo này. Khủng khiếp không? Quả khủng khiếp không các bác? 60 quả. 60 quả trên một cái chậu chỉ như một cái cho một cái bát loa tí này. Nó đeo kinh khủng khiếp nhỉ. Đấy, dưới này là những cái hàng tiếp theo để chúng ta sẽ dành vào cuốn video tới. Bây giờ Đỗ Sinh khép lại cuốn thứ nhất tại đây. Vâng, anh Trần Xuân Quý, số điện thoại 0976129079. Xin mời các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi những cuốn video sau.